Chị thương mọi mình cho tất cả các em. Và như vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường của series phim Chiến binh xanh cùng Cun hành động cứu môi trường rồi đúng không nào? Đã có rất là nhiều bạn nhận được quà của nhãn hàng sữa Cun. Tuy nhiên cũng có những bạn chưa được may mắn cho lắm. Các em cũng đừng buồn nhé. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi tập 4 để trả lời câu hỏi của chị và nhận được quà. Nhưng trước khi bắt đầu tập 4 thì chị sẽ xin thông báo 10 bạn may mắn tiếp theo nhận được quà của nhãn hàng sữa Cun đó chính là. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi tập 4 nhé. Thật là mất mặt, một người thông minh như ông là để cho con bé Tam Tú vượt qua ông một cách dễ dàng như vậy ư? Khờ lắm lão bụi, có sừng mà còn khờ lắm. Một đứa con gái thì làm được cái gì? Ủa, nhưng mà ta nghe nói lão bụi đây có một kế hoạch hay lắm hả? Mệt quá, ông có nói gì nữa, tao muốn nghe gì hết trơn đó. Mệt. Đi. Đúng là trẻ con còn khờ khạo, suy nghĩ không có sâu xa. Chờ đó, ta sẽ cho các người biết âm mưu thật sự của ta nó thâm độc cái cỡ nào. Mà bay à, dậy đi. Trời ơi, gia đình này đúng hung dữ luôn á. Gặp là quýnh à. Trời ơi, đã cái mặt mình không được đẹp rồi, làm ơn đừng để gần vô mặt người khác. Ma ba bay nè, nàng đã chịu dậy rồi đó à. Ở đây là đâu vậy? Đây là một khoảng không gian mà ta tạo ra nhằm chia cắt gia đình của nàng. Tại sao lại bắt ta đi? Vì nàng không chấp nhận ta, ta buộc phải làm như vậy. Ta nói cho nàng biết, hiện giờ hãy quan sát đi. Nàng hãy nhìn cái cơ thể của nàng, hiện giờ nó đầy vết lở loét, bong tróc, ngứa ngay. Ngươi đã làm gì ta vậy? Ta không làm gì nàng cả, mà là do những tia cực tím mà ta đã tạo ra gây ra những vết lở loét này. Bây giờ phải làm sao để ta hết đây? Chỉ còn một cách. Cách nào? Là nàng phải đi theo ta, bỏ cái tên mập phì lũ xấu xa kia đi. Lúc đó nó sẽ tự lành. Không, không bao giờ ta phản bội lại ba ba bự đâu. Cứ từ từ, còn rất nhiều thời gian. Suy nghĩ đi, khi nào đồng ý nói với ta một tiếng, ta dắt ra tiệm cắt tóc, cắt cái đầu chúng ta, rồi chúng ta về chung một nhà. Cứ mà suy nghĩ đi, ta đi à. Không không, ta sẽ không bao giờ theo ngươi đâu, tiến sĩ Đô. Không không. May quá, chỉ là một giấc mơ thôi. Tại sao cái tên ác nhân nó cứ ám ảnh ta hoài vậy không biết nữa. Ủa, sao như là giấc mơ? Vậy tại sao da của ta lại bị tổn thương như vậy? Chết rồi, bây giờ ta phải làm sao đây? Ở đây là đâu? Trời ơi, ba ba bự, ba ba bự. Ủa, ủa em đâu rồi? Em đây nè. Ai nhớ bà không? Mẹ!
Trời ơi, gặp lại rồi. Gặp lại rồi, trời ơi, mấy bữa nay mọi người ở đâu? Tụi cô có chào không? Con gái giờ có chào không? Có. Bữa giờ là gia đình mình bị ly tán, tan nhà nát cửa hết. Rồi mấy cha con làm gì? Không có mẹ, mấy cha con ăn cái gì, sống làm sao? Mấy bữa nay không gặp em, hai cha con đi hút rác không à? Sao? Trời ơi, cái ông nội tiến sĩ đơ. Anh nói thiệt, ông phải tên là tiến sĩ dơ. Nó ở dơ thấy sợ luôn, mình đi tới đâu rác tới đó. Hai cha con sợ cái hành tinh này bị nó phá hư nên phải dọn rác sạch sẽ mới đẩy nó ra bãi rác được. Bây giờ gặp lại hai mẹ con mừng quá. Ủa rồi hôm rày hai mẹ con làm gì vậy? Đi đâu vậy? Bữa giờ là em bị lung lạc tứ xứ hết trơn, em không biết em đi về đâu nữa. Ba bự ơi, chỗ này em có dỗ mà ba em con hát quá ráng rồi bà. Đúng rồi, chồng. Nó chồng. Không có đâu, cái này là năm 2229 rồi. Ủa mà ba bự ơi, nó giống cây con chồng vậy, hàng nào đi trên nhà mình luôn. Ba, vậy là cái này nhà mình rồi. Ủa nhà mình hả? Quang, sao nó lạ vậy? Ê, nó nói tôi để ý tôi mới thấy giống con tám tuốt này nó hay ta. Giống cái cây trong... nhà mình hồi xưa nhưng mà nó bự hơn. Có bao giờ cái chỗ này là nhà của mình nhiều năm về sau không? Trời ơi, chắc nhà mình thiệt rồi bà ơi. Đúng rồi, cái cây này nó tan hoang vậy chồng. Cái cây này con chồng này ba. Tan. Trời ơi, nó tan hoang như vậy có nghĩa là hiện nay bầu không khí ở nơi đây đang ô nhiễm trầm trọng. Đúng như vậy. Nè, mọi người nhìn mặt trời kìa. Không hiểu gì sao mấy ngày hôm nay trời nắng gắt hơn những ngày bình thường, mà càng ngày càng nóng mới ghê. Chồng ơi. Ủa? Cái gì vậy mẹ? What is this? Mẹ. Không phải, nó gần như ghẻ nhưng nó chưa phải là ghẻ. Dù qua. Trời ơi. Chồng biết tại sao không? Sao ghẻ dữ vậy vợ? Tại vì môi trường của chúng ta đang bị ô nhiễm nặng lắm. Da của em đang bị tổn thương. Trời ơi. Cho nên bây giờ hèn gì mấy bữa nay nắng quá. Em bị như vậy chắc chắn chồng và các con cũng sẽ bị theo em. Mình phải kiếm một loại vải nào đó thiệt tốt để may một cái áo. Đúng. Để chống hết tất cả những tia độc hại. Đúng, bây giờ cái tia này, tia không còn là tia cực tím nữa. Đúng. Nó qua tới cái tia cực khổ rồi. Lắm chồng. Chiếu vô là mình cực khổ tìm cách với các con. Em ngứa lắm chồng. Tam Tuốt, bây giờ hãy đi nghe ngóng, tìm hiểu xem loại vải nào có thể chống được những cái tia nắng độc hại này. Còn Chớp Chớp, dẫn em con đi tìm khắp nơi, chỗ nào có vải mang về giúp gia đình mình liền. Dạ. Trời ơi, nó dài hú hồn. Em ngứa quá chồng ơi. Trời sao em ơi, em béo dần vậy? Em ngứa lắm chồng ơi. Trời sao em giống con khỉ đột vậy? Em ngứa quá chồng ơi. Các con đâu về vậy em? Mẹ các con đang béo dần. Con ở nơi đâu? Tụi con về đây. Trời ơi. Hiền quá. Hả, cái miếng vải này mỏng dánh có che được không các con? Không sao đâu chồng ơi, theo em biết đây là loại vải rất là tốt, có thể chống được các tia độc hại. Tấm vải màu xanh mà có thể chống được tia cực tím. Đúng như vậy, bây giờ mẹ sẽ may cho gia đình mình 4 cái áo có thể chống lại tia cực tím bằng tấm vải màu xanh. Gia đình Quân Siêu Phàm. Dạ. Vào vị trí. Vợ ơi, em hay quá. Trời ơi, bữa nay mới biết khả năng của em múa không mà ra 4 bộ đồ. Thì đó, đó bây giờ ba cho con hãy mặc vào đi. Trời hay quá, trời ơi, cái này bự nhất chắc của anh này nè. Hay quá, trời ơi. Tôi thích bộ đồ bông ghê á.
Khỏi sợ nắng. Cái này của mẹ. Ngon. Ủa? À ngon à. Đó, giờ mình ra đường mình khỏi sợ nắng, gia đình của chúng ta nó được cứu rồi. Từ nay về sau chúng ta không còn sợ tia cực tím hay tia cực khổ gì nữa. Yeah. Sĩ Đơ, ngươi không làm được gì gia đình ta đâu. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần có bộ đồ ta không sợ ghẻ. Nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần rồi, nắng ấm xa dần có bộ đồ ta không sợ ghẻ. Yeah yeah my yeah yeah. Ai cha, u cha trời ơi, u cha múa quá lỡ té đau quá. Ba bự hả, hãy quay lại nhìn đi. Một cái mật thất. Trong nhà mình có mật thất hả? Trong nhà mình có mật thất. Nhưng mà ai xây? Ma của con xây. Để giấu tiền mẹ. Đúng chưa? Bà rảnh quá. Tôi xây cái mật thất tôi pha cà phê hay chi? Chứ ông làm gì trong đây? Bà xây. Tôi xây làm gì? Sao bà đổ thừa? Bà xây để bà giấu tiền trong này phải không? Không. Hay là các con xây? À không, các con còn nhỏ quá làm sao mà xây. Ai vậy ta? Xuống lại đây coi. Sao chồng? Gia đình mình ở nhà mình đang ở, tại sao lại có một cái mật thất mình không biết? Như vậy không phải con, không phải ta, không phải mẹ. Tiến sĩ Ngô, chỉ có thể là hắn thôi. Đúng như vậy. Tại sao mà hắn xây được một cái mật thất trong gia đình của mình mà mình không biết? Bởi vì anh vô trách nhiệm. Hả? Đúng không? Anh là chồng là cha mà bây giờ người ta xây lén trong nhà mình mà không biết là sao? Do em lo canh mẹ anh không? Không canh mẹ hắn, do em. Không, tất cả là do hắn. Tại sao hắn hay sẵn xây nhà mà hắn không xin giấy phép xây dựng? Trời đất ơi, cái này mình xây lén mà giấy phép xây dựng gì bà? Hèn chi mình không biết là đúng xây rồi. Xây tôi còn không biết nữa. Tôi xin là một trệt hai lầu đó. Ê, là quý lạc của nó. Ê, 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 ê. Tôi biết rồi. Sao chồng? Chúng ta đang ở 2222. Ba nói lại coi năm này là năm nào? 2226. Cái gì? Ủa vậy ba? Ba lộn từ 66 lại. Xin lỗi con, năm nay là năm 2228. Nghỉ luôn đi. Ba cộng 1 nữa ba. Rồi 2229. Đúng như vậy. Như vậy là cách cái lúc chúng ta ở gần 100 năm. Trong thời gian đó hắn đã xây dựng với những cái vật thí nghiệm trong căn phòng này, ta suy ra đây là những chất thải mà hắn đã đẩy ra môi trường. Vì vậy cho nên khu vực này mới ô nhiễm như vậy, nắng mới càng ngày càng nóng lên làm cho da chúng ta bị tổn thương. Gia đình mình có 4 cái áo không nói, những người còn lại không có áo trong nắng họ sẽ như thế nào? Đúng như vậy. Vậy thì chồng à, mình hãy nhân cơ hội này mà mình kinh doanh đi. Hả? And his name is John C. Em sẽ may 3 áo chống nắng, 3 cho con đem đi bán. Nhiều tiền lắm. Thiệt là hư. Sao vậy chồng? Mọi người đang gặp khó khăn, chúng ta phải giúp họ chứ còn lợi dụng trục lợi là sao? Hư quá. Không được. Tám tuốt, cho ba một ý kiến nào thiệt là hay. Chúng ta phải làm gì? Để con nghĩ coi. Đầu tiên chúng ta phải quay về quá khứ và sau đó tiêu diệt tiến sĩ Đơ. Và kế tiếp nữa, chúng ta sẽ trồng cây để lọc lại bầu không khí, để lấy lại bầu không khí trong sạch của chúng ta. À đúng rồi, nghe thì có vẻ rất là hợp lý đó. Đúng. Thế nhưng chuyện này không hề đơn giản. Ừ. Đầu tiên ba muốn hỏi con, bằng cách nào để mình về lại quá khứ? Nó là vấn đề hết sức nan giải. Không cần biết vấn đề này sẽ giải quyết như thế nào. Trước tiên bố chúng ta phải đồng lòng tìm đến một cỗ máy thời gian. Nếu tìm không được, gia đình chúng ta sẽ tự tạo ra một cỗ máy thời gian. Ba có sức mạnh
Chớp chớp, có tốc độ. Tám tuốt, có trí thông minh. Còn vợ, có sự khéo léo. Tất cả chúng ta sẽ tạo được một cỗ máy thời gian quay ngược về quá khứ để tiêu diệt tiến sĩ Ca. Đã cool đây là càng cool hơn với nhiều phần quà siêu cool trong mỗi lốc sữa cool. Cao thế cao cool trúng ngay. Bình nước biến hình cool thân thiện với môi trường. Xe đạp điện cool tiết kiệm năng lượng. Uống cool trúng lại càng cool. Tập 4 rất là hay đúng không các em? Cuối cùng thì gia đình nông dân siêu phàm cũng đã được đoàn tụ sau bao nhiêu khó khăn vất vả. Và câu hỏi của ngày hôm nay sẽ hơi khác với câu hỏi của các tập phim trước. Đó chính là nó không liên quan đến vở kịch, mà là một câu hỏi liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày của các em. Dạo gần đây thì chắc hẳn các em cũng đã biết là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có không khí rất là ô nhiễm đúng không nào? Và câu hỏi của lần này đó chính là các em có biết nguyên nhân tại vì sao không khí lại bị ô nhiễm không? 10 phần quà của nhãn hàng sữa Cool tiếp tục dành cho các bạn nào trả lời đúng và may mắn nhé. Các em may mắn. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung của tập 4. Trong nội dung của tập 4 thì có nhắc đến một hiện tượng môi trường, đó chính là thủng tầng ozone và trái đất nóng lên. Chắc hẳn là nhiều bạn đang nói: chị ơi, trái đất thì làm gì nóng lên được, ở quê em mùa đông thì vẫn lạnh mà mùa hè thì vẫn nóng. Tuy nhiên không phải đâu các em mà, nhiệt độ của trái đất đang tăng lên dần dần đấy. Chị sẽ lấy ví dụ cho các em biết nhé. Ngày xưa khi mà các em nghĩ đến Bắc Cực thì các em sẽ nghĩ đến điều gì? Đó chính là các em gấu trắng Bắc Cực rất là mập mạp đáng yêu đúng không nào? Hay là nghĩ đến Nam Cực thì các em sẽ nghĩ ngay đến các em chim cánh cụt. Wow, các em ấy rất là dễ thương, cả đàn nổi giữa tuyết trắng. Nhưng dạo gần đây, các em gấu không còn mập mạp nữa mà gầy trơ xương rồi, bởi vì băng ở Bắc Cực đang tan ra, các em ấy không còn đồ ăn nữa. Tiếp theo, các em chim cánh cụt thì không còn chỗ ở, bởi vì băng ở Nam Cực cũng đang tan dần. Tại sao băng tan? Đó chính là trái đất nóng lên thôi. Nhưng không chỉ có vậy đâu các em à. Rồi sau này, không chỉ có gấu và chim cánh cụt không còn nhà ở, mà có rất là nhiều bạn nhà ở ven biển cũng bị nước biển dâng lên và nhấn chìm. Thật là đáng thương đúng không nào? Chúng ta các chiến binh xanh thì không thể nào ngồi đây và chờ đợi được. Chúng ta cần phải làm một điều gì đó thôi. Và chị nghĩ ra một điều đơn giản mà tất cả các chiến binh xanh của chị ai cũng có thể làm được. Đó chính là tiết kiệm điện. Khi mà các em sử dụng quá nhiều thiết bị điện, hoặc là việc các em sử dụng máy lạnh đi nữa, thì nó cũng tạo ra cho trái đất nóng lên đấy. Cho nên chúng ta chỉ sử dụng điện khi cần thiết thôi nhé. À, một điều quan trọng nữa đó chính là các em cần phải sử dụng các phương tiện đi lại bảo vệ môi trường, giống như là xe đạp điện siêu tiết kiệm năng lượng của Cool này. À, Cool đang có chương trình khuyến mãi từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 11 là tặng xe đạp điện siêu tiết kiệm năng lượng, tặng bình nước biến hình thân thiện với môi trường và cả các hộp sữa chua uống Cool. Các em hãy xem vở kịch Cool, sau đó đi mua sữa Cool và uống. Cao, chị chúc các em may mắn nhé. Còn bây giờ, cái chiến binh xanh của chị, chào tạm biệt các em.